Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài viết do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Chỉ vì sợ mất lòng tàu mà đảng Cộng sản Việt Nam đã muối mặt để thờ ơ, lạnh nhạt và cố tình vô ơn bạc nghĩa với những quân và dân đã hy sinh trong cuộc chiến chống tàu xâm lược ở Hoàng Sa năm 1974 Trường Sa năm 1978 và biên giới từ năm 1979 đến năm 1989. Tại Hoàng Sa đã có 74 chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì nước. Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai kỳ thị, không nhìn nhận họ là công dân Việt Nam. Ở Trường Sa có 64 chiến sĩ của lực lượng quân đội nhân dân hy sinh ở Gạc Ma, khi họ bị lính tàu thảm sát chỉ vì phải tuân lệnh, không được nổ súng của Đại tướng Lê Đức Anh khi ấy là Bộ trưởng Quốc phòng, người ai cũng biết là thanh tàu đặc sản. Tại mặt trận biên giới Việt Trung, Việt Nam tuyên bố 10.000 dân thường bị thiệt mạng nhưng chưa công bố số liệu chi tiết về thương vong quân sự. Trung Quốc tuyên bố 30.000 chết, 57.000 lính chết, 70.000 du kích chết về phía Việt Nam. Phương Tây ước tính khoảng 20.000 người chết hoặc bị thương, trong đó 8.000 chết. Ngược lại, phía Trung Quốc có thương vong gồm 6.954 chết, 14.800 bị thương. Nguồn khác của Trung Quốc thống kê có 8.531 chết, 21.000 bị thương. Phương Tây ước tính 28.000 chết hoặc hơn 20.000 chết, hoặc 13.000 chết chưa kể hàng chục ngàn bị thương. Sách sử bịt bợp, nước nào đe dọa Việt Nam? Nhưng quan trọng hơn là những gì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn để lại cho đời sau về công lao giữ nước và dựng nước của các thế hệ đi trước. Sắc buồn và bi thảm, cuộc chiến biên giới kéo dài 10 năm mà sách sử của nhà nước Cộng sản chỉ ghi lại võn vẹn có 12 dòng nguyên văn. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979. 60. Vạn quân Trung Quốc đồng loạt vượt biên giới kéo dài 1.400 cây số tiến vào 6 tỉnh của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, Hà Giang Tuyên Quang, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điều Động, Chính, Quân đoàn Chủ lực 2.559 khẩu pháo, 550 xe tăng và thiết giáp tiến sâu vào đất Lạng Sơn, Lào Cai, 30 cây số, Lai Châu 15 cây số, Cao Bằng 50 cây số. Quân dân Việt Nam kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên địch, tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự trong đó có 280 xe tăng, phá hủy 115 khẩu pháo và súng cối, thu nhiều vũ khí, bắt nhiều tên xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Vậy, cụ quân tàu thảm sát, giả mang các thường dân trong cuộc chiến này đã bị vứt đi đâu? Hãy đọc, tối ngày 9 tháng 3 năm 1979, lính Trung Quốc giết hại giả mang 43 người, mà phần lớn là phụ nữ, trẻ em, ở thôn Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, khi chúng đang trên đường rút quân về nước. Tất cả thi thể sau đó đều bị quẳng xuống một cái giếng. Quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, bú bổ, củi, đập chết 43 phụ nữ và trẻ em, quăng xuống giếng nước. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc bảo tàng lịch sử quân sư quân sự Việt Nam kể, khi lực lượng chiến đấu của Trung Quốc đi trước hoặc kiếm được những vị trí, những đường phố của ta, thì phía sau là đội quân dân binh rất đông. Vừa đảm bảo sức chiến đấu của quân Trung Quốc, nhưng đội quân ô hộp hồi của, họ vào nhà dân vơ vét tất cả những gì có thể dùng được. Tưởng lương, người từng chiến đấu tại những cứ điểm ác liệt nhất của khu vực biên giới phía Bắc trong 8 năm, 1900. 79-1987 nói tiếp, Trong lịch sử, tôi chưa từng thấy quân đội của một nước lớn nào phát động chiến tranh là đưa dân binh đi vơ vét của cải như thế. Thậm chí, họ còn bắt gà, bắt lợn và lội xuống các ao của dân bên đường để bắt cá. Nếu không dùng được thì cho bộ phá giật nổ. Hành động của quân Trung Quốc khiến cho tôi liên tưởng đến năm 1945. Khi quân tưởng sang Việt Nam đi giải giáp quân đội Nhật, một điển hình cho việc đập phá là khi tôi lên thư viện Lào Cai, nằm trên một sườn núi. Khi đó, quân Trung Quốc vào thư viện, lấy sách ra xé và quẳng trắng xóa phía trước, rải dưới chân đội. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm nhận những kẻ đó là hèn hạ, vô học đến mức nào. Ông Lương Bùi Ngồi, giờ đây chiến tranh đã lùi xa, đã là một phần của lịch sử quan hệ Việt Nam, Trung Quốc mở sang một trang mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép lãng quên sự thật. Sự thật ở đây là dân tộc chúng ta rất là anh dũng, bảo vệ biên giới phía Bắc, không sợ hãi, mặc dù đối phương đã bất ngờ tấn công và họ mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Chúng ta đã chiến đấu và giành thắng lợi cho dù có những tổn thất rất lớn. Hàng chục nghìn người lính và nhiều thường dân ngã xuống dưới làn đạn của quân xâm lược trong suốt giai đoạn 1979-1988. Chúng ta không kích động, không gây hận thù, đơn giản là nói về lịch sử, nói về những gì cha anh đã phải trải qua để gìn giữ bờ quải của tổ quốc. Đây là một phần của lịch sử và sự thật không ai được phép lãng quên, che mờ, chìm lấp. Còn nếu lãng quên cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là có tội với nhân dân, với những người đã ngã xuống vì mảnh đất thiên liêng này. Nhưng ai đã và đang lãng quên 10 năm chiến tranh bi thảm này, ngoài các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam từ các thời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, khóa 6, Đỗ 10, khóa 7, Lê Khả Phiêu, khóa 8, Nông Đức Mạnh, hai khóa 9 và 10 và Nguyễn Phú Trọng từ khóa đảng 11 năm 2011 cho tới khóa 12 này. Không những chỉ mất trí nhớ về chiến trường biên giới, mà mới đây vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng hiện kim cả chức chủ tịch nước đã cảnh giác. Hiện nay có những nước vẫn nhọt ngó tranh chấp chủ quyền muốn xâm phạm độc lập chủ quyền của chúng ta. Và do đó, mong nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân với tất cả hoạt động. Không chỉ giao lưu bền nổi mà Bộ Quốc phòng, quân ủy tiếp tục đi sâu, làm sâu sắc bài học chiến tranh cách mạng, sự nghiệp bảo vệ tổ quốc theo báo pháp luật online. Người đứng đầu đảng nhà nước Cộng sản Việt Nam không nêu tên nước nào, nhưng con số những chỉ là cách nói tránh phạm húy của ông Trọng mà ai cũng biết. Chỉ có Trung Cộng là nước duy nhất đang muốn ăn tươi nuốt sống con cá Việt Nam. Trung Cộng tuy chưa thật sự cai trị Việt Nam, nhưng đã kiểm soát hầu như toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Chỉ riêng năm 2019, Việt Nam đã nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc gần 30 tỷ Mỹ Kim. Gần hết linh kiện Việt Nam sử dụng phải nhập cảng từ tàu và phần lớn nông ngư sản của Việt Nam phải xuất khẩu sang Trung Hoa. Việt Nam đã cống quặng bô xít trên Tây Nguyên và dân mỏ gan thép ở Hà Tĩnh cho tàu, kể cả Đài Loan, có các công ty tàu hợp doanh đầu tư. Ngoài ra còn có hàng chục nhà máy, cơ sở thương mại và hàng nghìn công nhân tàu đã có mặt ở Việt Nam để khai thác sức lao động và lợi dụng đất đai để trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của người dân Việt Nam nhà nước Việt Nam cũng đã để cho dân tàu nhập cư vô kiểm soát, chiếm cứ đất đai của Việt Nam ở những vùng bờ biển và điểm cao chiến lược, từ biên giới xuống tận Cà Mau và hải đảo. Như vậy thì thật sự, quân đội và công an của đảng đang bảo vệ an ninh cho ai? Mà ông Nguyễn Phú Trọng còn kêu gọi, mong quân đội tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ, truyền thống của nhân dân Việt Nam anh hùng, đảng bộ quân đội phải trong sạch, đoàn kết thống nhất cao, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhân dân mọi vùng miền gắn bó với bộ đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phối hợp với lực lượng an ninh, công an để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Như thế đất nước mới trường tồn, không phải thế hệ này mà các thế hệ sau theo báo pháp luật online ngày 19 tháng 12 năm 2019. Như vậy thì tuy lãnh đạo Việt Nam đang làm tốt các biện pháp phòng chống nạn dịch virus Vũ Hán nhưng là sợ hãi đến co cụm để quên mất đi con vi khuẩn cực kỳ giả mang và tàn bạo Trung Hoa đã từng cai trị dân ta một ngàn năm và ngày nay đang âm thầm gặp nhắm chủ quyền biển đảo của ta ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, Vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.